Xin mời anh em cùng lại chiêm ngưỡng một cái tác phẩm. Đây là Hán Giáng Trực Huyền, rất là đẹp anh em nhé. Anh em nhìn tổng thể cái Trực Huyền khá là chất lượng. Cây rồng trong chậu Đồng Nai này rất là to đó. Chậu được kính 4 năm, rất là đẹp. Mặt bợm lá này có cái bệ đế từ đẹp anh em. Với những cây lá như này là có cái bệ như này cũng là một cây rất là chất lượng. Bệ dễ anh em nhìn. Hoành gốc cây này nó rơi vào 45 anh em nhé, 45-50 đấy, khá to đấy. Nhưng cây này cái phần huyền xuống này, này nó bị mại một chút đấy, bị mại vỏ một chút đấy. Anh em nhìn kỹ nhá, bị mại vỏ một chút. Chiều cao từ mặt chậu lên đến ngọn trực nó rơi vào khoảng 50. Tàn đổ thấp nhất từ ngọn trực cao nhất xuống tàn đổ thấp nhất rơi vào khoảng 1m2 anh em nhé, 1m2 khá chất lượng. Tàn ngang của cây rơi vào khoảng 1m, tàn đổ 1m2, tàn ngang khoảng 1m. Anh em có thể nhìn thấy bạn có thể gọi kỹ ngồi bạn gọi nhìn cái cảnh huyền nó chạy đấy, nhìn rõ cảnh huyền chạy ngoài kỹ cho các bác ngắm đường huyền chạy rất đẹp đấy. Với cái góc nhìn như thế này thì anh em biết rằng một cây đã có một cái cảnh huyền nó chạy như này nhá, nó là làm rất công phu đấy, rất công phu, tất cả tay cành ra ở điểm dương hết, lấy ở điểm dương hết, rất là đẹp. Đồ rất là già, mặt này thì không bị cháy, không bị mại thân. Đấy, có cái mặt trên như thì nó bị mại một chút. Quá chất lượng. Nhìn vịt luôn. Anh em là quan tâm gì chứ anh em ơi. Đây là nói đồ chất lượng.